gian khó của em. Tuổi già nhọc nhằn của mẹ. Phải quyết chí thành công để giúp mẹ, giúp em. Cùng Trung Nguyên sáng tạo tương lai. Nằm trong khuôn khổ hành trình vì khát vọng Việt, khu vực tiếp theo của cuộc thi sáng tạo tương lai là miền đất Tây Nguyên xinh đẹp và thành phố Buôn Ma Thuột đã được chọn là nơi hội tụ của hàng ngàn sinh viên nơi đây. Một không khí rất tuyệt vời, đầy nắng và gió. Thế còn các đội thi của chúng ta thì như thế nào? Hãy cùng với anh Duy gặp gỡ 6 đội thi của khu vực Tây Nguyên. Sáu đội sẽ cùng nhau tranh tài gồm đội Đại học Tây Nguyên 1, đội Đại học Tây Nguyên 2, đội Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, đội Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, đội Cao đẳng Nghề Đắk Lắk, đội Cao đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên. 6 đội sẽ trải qua thử thách trong vòng 1 như sau. Các vòng thi của cuộc thi sáng tạo tương lai cũng dựa vào các bước của bản đồ dẫn lối thành công, đó là phải có niềm tin và khát vọng, xác định năng lực lõi, lên kế hoạch triển khai và phương pháp thực hiện, kết nối nguồn lực, dám đương đầu với thất bại. Vòng 1, niềm tin, khát vọng, xác định năng lực lõi. Nội dung đề thi: đưa ra ý tưởng kinh doanh sáng tạo dựa trên thế mạnh nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin tại địa phương bạn sống và giải thích lý do vì sao. 6 đội lần lượt trình bày bài thi của mình. Sau đó, 6 đội cử 6 đại diện tham gia trả lời câu hỏi phản biện từ ban giám khảo và đội đối thủ. Nội dung chính của vòng 1 là xác định thế mạnh địa phương, đưa ra ý tưởng làm giàu bền vững. Khu vực Tây Nguyên với các thế mạnh như đất Ba Giang giàu dinh dưỡng, diện tích rừng và độ che phủ rừng cao nhất nước, tiềm năng to lớn về nông nghiệp, nền văn hóa độc đáo và kinh nghiệm sản xuất phong phú. Các đội của chúng ta đã tận dụng lợi thế ấy như thế nào? Xin mời quý vị khán giả theo dõi cuộc thi sáng tạo tương lai. Vâng, đó là thể lệ thi đấu vòng 1 của cuộc thi sáng tạo tương lai. Còn ngay bây giờ, hãy cùng với anh Duy đến trường Đại học Tây Nguyên là địa điểm tổ chức của cuộc thi để xem là các bạn sinh viên và đặc biệt là những đội chơi đang háo hức như thế nào trước giờ khai mạc quý vị nhé. Run và hồi hộp nên em mong có sự cổ vũ nhiệt tình từ các đội bạn. Phải có một sự tự tin từ trong chính bản thân của các thành viên trong đội để có thể thành công cho cuộc thi ngày hôm nay. Hành trang mang đến cuộc thi đó là tinh thần tự tin của năng động sáng tạo của sinh viên Đại học Tây Nguyên. Cao đẳng Nghề Đắk Lắk tự tin chiến thắng. Xin đồng nhiệt chào mừng quý vị và các bạn đến với hành trình vì khát vọng Việt năm 2013. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay anh Duy đang có mặt tại Đại học Tây Nguyên để đến với vòng loại tại khu vực Tây Nguyên. Trước khi đến với phần chính thức của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón các thành viên trong ban giám khảo. Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Nhiên liệu Sài Gòn, từng giữ những vị trí điều hành quan trọng tại các công ty lớn như PNG, PMC, là cổ đông sáng lập của nhiều doanh nghiệp Alphabook, trường đào tạo doanh chủ. Tiến sĩ Kinh tế Vương Quân Hoàng là nhà nghiên cứu trung tâm Emin Bernaem, Đại học Tổng hợp Bruxelles. Ông có nhiều tác phẩm và công trình xuất bản quốc tế, cuốn sách mới nhất xuất bản tháng 10 năm 2013 tại Mỹ. Và đội đầu tiên như đã giới thiệu đó là trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Một tràng pháo tay thật lớn ạ! Kiến thức kinh tế có lẽ là một bất lợi cho đội trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Biết được điều này nên ngay từ khi nhận được đề thi, các bạn đã nhanh chóng tìm đến sự tư vấn của các chuyên gia. Và cuối cùng, sau 3 lần thay đổi ý tưởng, đội tuyển Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk đã chọn dự án mở trại ươm giống cây trồng và liên minh với nông dân trồng cây keo phủ xanh đồi trọc làm ý tưởng kinh doanh của đội mình. Sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, năng động sáng tạo. Mẹ tôi đã nói lấy chồng xa là khổ lắm cơ, vậy mà tôi có nghe đâu. Thôi, theo anh là khổ mất Tây Nguyên. Trời ơi, thân tôi khổ ơi là khổ. Thôi. Hai người kia là ai vậy? Cô dâu, chú rể à?
tiên dáng chân kia. Ngọc Hoàn ơi, không biết hai vợ chồng nhà con ăn ở như thế nào, khổ lắm Ngọc Hoàn ạ. Về cái vấn đề này thì ta phải hỏi Thảo Điện lúc này. Thảo Điện đâu? Có gì không hả? Người ăn tiền lương của ta mà người không chăm lo cho con dân của ta. Đúng không chồng? Đúng rồi. Công nghệ năm 2020 của mình đâu rồi? À, ta quên mất. À, đây. Mở trại ươm, cung cấp giống cây trồng và phối hợp thực hiện phủ xanh đồi trọc. À, để ta đọc sơ qua cái mục đích, ngươi hãy lắng cái lỗ tai mà nghe. Cung cấp trực tiếp giống cây cho người dân, doanh nghiệp, cá nhân khi họ có nhu cầu trồng rừng. Đấy. Và đầu tư trực tiếp lên những vùng đất trống của dân dưới dạng là liên doanh liên kết. Nhưng mà cái này dân phải tự nguyện nha, đừng có ép người ta. Và cái thứ hai, đem lại lợi nhuận cho người kinh doanh. Ở đây có hai lợi nhuận đó con. Bây giờ ta sẽ đọc. Lợi nhuận thứ nhất, lợi nhuận từ bán giống cây trực tiếp, lợi nhuận dài hạn khi thu hoạch rừng, khi liên kết với dân. Cái này vừa có lợi cho doanh nghiệp. Chính xác. Mà lợi gì cho người dân? Đúng rồi, chúng ta được cái gì lợi đâu mà. Đây, bây giờ ta sẽ đọc cho cái lợi ích của các ngươi nha. Lắng cái lỗ tai mà nghe. Thứ nhất, ổn định đời sống của người dân, đặc biệt dân nghèo là bọn mình. À, cái thứ hai, dân tộc thiểu số tại các khu vực đất trống, đồi trọc là sẽ có công ăn việc làm nè. Và mình sẽ tạo được cho họ một cái định hướng. Và họ sẽ biết cái tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng, trồng rừng. Và tình hình thất nghiệp sẽ không còn nữa. Thứ nhất là trung tâm giống cây trồng tỉnh Đắk Lắk. Thứ hai là Viện Nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Thì đâu là lợi thế cạnh tranh của các bạn để mà các bạn cạnh tranh được với các đơn vị này? Đội của trường là sẽ cũng có thể cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh ở đây chỉ là không phải là về nguồn vốn hay là hình thức họ triển khai, mà bọn em sẽ cạnh tranh ở đây là bọn em có thể liên kết với dân trực tiếp này, có thể thấu hiểu được dân, tại vì cùng là người dân tộc nên em sẽ hiểu được dân cần gì và muốn gì, chứ không phải chỉ dựa trên những cái giấy tờ. Và bọn em cũng đã dành một thời gian đi khảo sát, thì qua đó là có cái khu vực ở xã Krông Nô á, thì các cái công ty và các cái vườn ươm này nó chưa có tới, mà dân thì vẫn chỉ làm cây nông nghiệp ngắn ngày thôi, nên cái thu nhập của họ phụ thuộc thứ nhất là vào thời tiết, nên họ sẽ bị thất thu là một này, rồi cũng phụ thuộc vào cái giá cả của nông sản nó sẽ tăng thấp, nên dân nó sẽ không có yên tâm cái chỗ này. Và ngoài ra bọn em tin chắc là khi mà có cái sự hỗ trợ của nhà nước á, thì bọn em sẽ liên kết được với dân và hướng được dân cái tầm quan trọng của việc trồng cái cây này và bảo vệ rừng. Vòng đời của cây keo các bạn đã biết là từ khi trồng đến lúc thu hoạch, có thể thu hoạch là tầm bao nhiêu năm hả? 4 đến 5 năm, chính xác là như vậy. Vì thế nên chúng tôi cũng nghĩ là chúng tôi trồng cây keo đó thì trong vòng 4-5 năm chúng tôi sẽ thu hoạch. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho người dân có thể trồng xen canh một số những cây ngắn ngày khác nữa. Trung tâm của bạn sẽ lấy kinh phí đâu ra để hoạt động trong thời gian 4 đến 5 năm mà đợi một vòng đời của cây keo? Chủ trương là chúng tôi sẽ lấy ngắn nuôi dài thưa bạn. Năm chàng trai trường cao đẳng nghề Đắk Lắk là những kỹ thuật viên tương lai vốn chưa từng biết về việc kinh doanh. Tuy nhiên, các bạn lại vô cùng hào hứng, bỏ thời gian nghiên cứu và đầu tư rất nhiều vào ý tưởng kinh doanh, cửa hàng phân phối đặc sản Tây Nguyên đến khách du lịch. Vì vậy thì hãy chờ xem dân kỹ thuật làm giàu như thế nào nhé! Giao lưu, học hỏi, sáng tạo vì các công việc! Yeah! Thật sự thì tôi tới đây cũng có mục đích là muốn mua một ít đặc sản của Tây Nguyên về làm quà cho người thân và gia đình. Nhà tôi ham lắm, nhưng mà khổ nỗi giờ chả biết mua đâu cả. Bạn tìm đúng nơi rồi đó. Ở miền đất Tây Nguyên chúng tôi về cái đặc sản thì vô cùng phong phú. Như nếu bạn muốn mua cà phê thì bạn có thể lên làng cà phê Trung Nguyên. Nếu bạn muốn mua rượu cần về làm quà cho các chiến hữu của mình á, thì các bạn có thể tìm đến khu du lịch sinh thái tỉnh Buôn Đôn. Đặc sản nơi đây nơi kia thì nơi, làm sao mà tôi đi kịp được. Tôi muốn tìm tới một nơi nào á, mua được nhiều nè, đợi tốn kém thời gian nè, chất lượng lại cao mà giá thành rẻ nữa. Có nơi nào như thế không? Tôi ở đây lâu lắm rồi, nhưng mà hiện tại tôi nói thật với bạn và chia buồn với bạn là không có cái nơi nào như vậy. Thế này thì không kịp nữa rồi. Thôi, bây giờ cũng còn không còn sớm nữa, tôi phải ra kịp với hành trình của Đạt. À rồi. Thôi, hẹn các bạn làm sao vậy? Giá như bây giờ mình mà có một cái nhiều loại đặc sản ngay tại đây mình bán cái vị khách du lịch kia thì có phải là thoải mái không? À đúng rồi. Lên cái đoạn. Một ý tưởng hay. Tại sao chúng ta không gom những đặc sản của vùng đất Tây Nguyên mình tập trung tại một địa điểm và nơi đó khách du lịch có thể đến đó mua sắm và tự tin vào cái chất lượng và cái giá cả tại nơi đó và cho là hợp lý, và người ta có thể mua về làm quà trước khi người ta lên xe. Đúng rồi,
Nếu mà cái dự án này thành công ấy thì tất cả các đặc sản trên khắp mọi miền đất nước ấy, thì sẽ đưa tới tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, một cách với giá thành là rẻ nhất, với chất lượng là tốt nhất. Cái bài toán quản lý kho ấy là bài toán rất lớn. Nếu bạn muốn cái gì cũng có trong kho sẵn sàng ấy, thì chi phí sẽ đội lên khủng khiếp. Về cái vấn đề mà những đặc sản mà khó bảo quản, hướng những cái tour nào là sắp tới sẽ mua những cái đặc sản gì và mình sẽ đặt hàng. Có hai yếu tố bảo quản chỉ là một thôi. Bạn không thể trữ mọi thứ được. Cái hệ thống mà trữ hàng lớn nhất thế giới là của Walmart, là hệ thống toàn cầu ấy. Thì từ những năm 80 họ phải phóng nguyên hai quả vệ tinh lên chỉ để quản lý hàng. Mình có thể đặt hàng tận nơi ạ. Tức là mình cho số điện thoại, mình PR bất cứ sản phẩm nào tươi, ngon, giá thành phải chăng là bọn cháu có thể trực tiếp đưa tới đó. Qua mail, Facebook, làm sao đó là khách hàng biết tới càng nhiều càng tốt. Thì một khi khách hàng biết nhiều thì cái đầu ra của mình sẽ nhiều lên. Như vậy các sản phẩm sẽ được phân phối một cách đều đặn, không bị dồn lại quá nhiều. Bạn sẽ kết hợp giữa tất cả các vùng đặc sản của các vùng miền tại một chỗ đúng không ạ? Vậy thì bạn nhập các sản phẩm đó ở đâu? Sắp tới là mình sẽ có dự định là đến từng nơi và tìm hiểu là cái nơi nào sản xuất ra những cái đặc sản chất lượng, và mình sẽ làm việc và mời gọi họ làm đối tác cho mình. Nếu mà cái dự án của bạn mà không kêu gọi được nguồn đầu tư thì bạn có tiếp tục cái ý tưởng của mình không? Tất nhiên là sẽ có. Mình không tìm được nguồn đầu tư về tài chính, nhưng mình sẽ đầu tư về cái vốn hiểu biết của mình về từng đặc sản của từng vùng miền. Bạn định lên dự án cái ý tưởng của bạn trong vòng bao nhiêu năm? Trong vòng 1 năm. Nếu mà trong vòng 1 năm bạn vẫn không kêu gọi được nguồn đầu tư thì sao? Bằng cách nào đó mình sẽ kêu gọi được và mình tự tin vào cái khả năng của bản thân mình và cái dự án ý tưởng mình đưa ra. Đến với cuộc thi, đội tuyển khoa kinh tế trường đại học Tây Nguyên được cho là đối thủ đáng gờm nhất khi các thành viên đều đến từ khoa kinh tế, lại có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, đây cũng là áp lực không nhỏ đối với các bạn. Tham gia tranh tài với ý tưởng liên doanh kinh doanh thịt heo rừng tại Buôn Ma Thuột hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho chương trình. Chúng tôi là Tây Nguyên 1, đến từ khoa kinh tế, tuổi trẻ đại học Tây Nguyên, trí tuệ, năng động, thân thiện. Cô ơi cô, đây là buôn làng của em á cô. Cái nhà già nhất trong buôn là của em á cô. Ơ thằng Đức, con trai ta đây mà. Ơ thằng con ai đây? Đây là cô giáo thuật của con. Hôm nay cô lên đây để có một dự án kinh doanh đấy chứ. Thế trên đó nó học có tốt không cô nhỉ? Dạ em ngoài những cái lúc mà con không ngoan nó thì lúc nào con cũng ngoan hết ơi. Mà người ta học á 4 năm mà con học là 6 năm rồi đấy. Người ta học 4 năm mà mình học tới 6 năm. Đây đây, ngồi xuống đây. Ồ, heo rừng rồi bác. Món này ngon lắm bác. Thế là bây giờ chúng con về đây thiết kế một dự án là muốn liên kết các hộ trong buôn của mình lại để cùng nuôi heo rừng, chứ không phải là cứ bắt chăn thả như vậy được. Nó sẽ có lợi hơn đấy. Có lợi à? Thế nó có lợi như thế nào nhỉ? Vậy thì bây giờ cháu sẽ dẫn bác và bà con trong buôn đến với cuộc thi Vì Cát Vọng Việt để hiểu thêm về dự án này và cùng làm giàu với quê hương buôn làng mình bác nhá. Làm giàu trên chính buôn làng quê hương của mình. Đi nhanh lên nào. Đây đi, bắt đầu thôi. Sau đây tôi xin tiếp tục làm rõ hơn ý tưởng của nhóm dựa trên phân tích ma trận SWOT. Điểm mạnh thứ nhất đó là khí hậu và địa hình ở Tây Nguyên khá thuận lợi cho việc sinh trưởng và phát triển của giống heo rừng. Điểm mạnh thứ hai, chúng tôi có nguồn cung cấp giống uy tín thuần chủng, đội ngũ chuyên gia đầu ngành đến từ khoa chăn nuôi thú y của trường đại học Tây Nguyên. Điểm mạnh cuối cùng đó là các hộ nông dân hiện nay đã có sẵn diện tích vườn cây rộng lớn và rất thích hợp cho việc nuôi heo theo hình thức chăn thả. Các tỉnh bạn và các thành phố lớn khác như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội v.v. đều có nhu cầu rất lớn về mặt hàng này. Vai trò của nhóm các bạn trong cái dự án này cụ thể là như thế nào? Nhóm chúng em sẽ thực hiện mô hình nuôi heo thí điểm trên một hộ kinh doanh, sau đó cung cấp đến các nhà hàng và các đại lý. Và tiếp theo đó là sẽ đứng ra làm liên minh giữa các xã lại với nhau, tạo lên một liên minh vững mạnh hơn. Cái phân khúc khách hàng đó là những ai? Bởi vì tôi thông báo cho các bạn biết là ở Sài Gòn đó, bây giờ là có rất nhiều nơi người ta bán thịt heo rừng giả. Đội của em sẽ có ý tưởng là sẽ làm dự án này trong tỉnh trước và nhắm đến đối tượng khách hàng quan tâm đến sức khỏe và có thu nhập từ mức trung bình trở lên. Cái thịt heo rừng nó có cái yếu tố về thời vụ. Ví dụ như ngày Tết là người ta thích có thịt heo rừng là vì nó may mắn. Còn yếu tố sức khỏe thì các em lại phải lưu ý tới một cái mặt thứ hai là người ta đi nhậu thịt heo rừng.
Chứ những người nội trợ người ta ít khi nào người ta mua thịt heo rừng về nhà người ta làm thức ăn, mà người ta ăn và người ta uống tràn cũng may ở những cái quán nhậu, thì liệu là cái mối quan tâm tới sức khỏe nó như thế nào? Các em phải cân nhắc hai mặt của cái vấn đề đó. Các bạn chăn nuôi theo mô hình công nghiệp, vậy có còn giữ được yếu tố bản chất ban đầu của thịt heo rừng hay không ạ? Chúng tôi không chăn nuôi theo hình thức công nghiệp mà là bán hoang dã. Và nguồn thức ăn thì từ nguồn gốc tự nhiên, và tất nhiên chúng tôi sẽ kiểm tra những cái nguồn thức ăn đó sẽ đảm bảo để không có làm thay đổi những cái đặc tính hoặc là những cái thành phần đưa vào cơ thể của con heo đấy, thì nó sẽ vẫn giữ được những cái phẩm chất của con heo rừng. Cái năng lực lõi của các bạn ở trong cái ý tưởng kinh doanh này là gì ạ? Tại vì tụi mình là sinh viên kinh tế cho nên tụi mình sẽ hoàn thành rất là tốt các khâu như là quảng bá thương hiệu, buôn bán sản phẩm. Cái thứ hai, trường Đại học Tây Nguyên mình có một đội ngũ chăn nuôi thú y đầu ngành với rất nhiều cơ sở vật chất hiện đại, kèm theo đó các vòng thí nghiệm thì sẽ luôn cho ra các loại giống cao kèm theo chuyển hóa công nghệ rất là dễ dàng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong 3 phần thi của vòng 1 thì mỗi một nội dung lại có những cái hay riêng. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi xem đội tiếp theo sẽ mang đến chương trình một ý tưởng kinh doanh như thế nào. Một đại diện khác của trường Đại học Tây Nguyên là đội tuyển khoa nông lâm cũng rất được kỳ vọng trong cuộc thi. Do vậy, ngay khi nhận đề tài, nhóm đã gấp rút chuẩn bị xây dựng ý tưởng của mình và hành trình khảo sát thực tế đến các làng cà phê là cơ sở vững chắc cho ý tưởng, xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm vi sinh của đội. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, các bạn đã rất sẵn sàng để chinh phục 3 vị giám khảo của chương trình. Chúng tôi đến từ khoa nông lâm, trường Đại học Tây Nguyên. Lần tình cờ đi mùa hè xanh, chúng em tình cờ nhìn thấy nguyên liệu phế thải, đặc biệt là vỏ cà phê đang đốt cháy. Từ đó xây dựng nên ý tưởng xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm men vi sinh. Theo số lượng thu thập được thì tổng lượng phế thải nông nghiệp ở một huyện thuộc Tây Nguyên năm 2010 là hơn 237.000 tấn. Tập quán canh tác của người nông dân chúng ta hoặc là đốt hoặc là sử dụng vỏ cà phê bón trực tiếp cho cây. Điều này hoàn toàn không tốt cho cây chút nào. Khi điều tra về tình hình sử dụng phân bón, 100% số hộ có sử dụng phân bón hóa học, nhưng sử dụng phân chuồng thì là quả là một con số khá là khiêm tốn, từ 55-60% số hộ sử dụng còn ít hơn nữa. Nhu cầu cần tập huấn của người nông dân là rất cao, 96% người nông dân hoặc là chưa biết cách sử dụng phân hữu cơ, hoặc là đã có ý thức sử dụng nhưng chưa có quy trình kỹ thuật. Trung tâm Công nghệ Sinh học Trường Đại học Tây Nguyên, nơi đã nghiên cứu thành công và sản xuất ra được men vi sinh. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng nguồn tài nguyên đó, đem những cái sản phẩm men vi sinh do Trung tâm Công nghệ Sinh học Trường Đại học Tây Nguyên sản xuất đến tận tay người tiêu dùng? Đối tượng đầu tiên chúng em muốn hướng tới đó là người nông dân, quy mô trước mắt là 8 huyện, nơi mà sinh viên khoa nông lâm nghiệp nói chung và sinh viên Đại học Tây Nguyên nói riêng có thể đi thực tập thực tế. Bạn hình dung như thế nào về cái mạng lưới phân phối của các bạn? Và dù sinh viên nghĩa là sao? Cái hình dung cái mạng lưới như thế nào? Người phụ trách chung sẽ là em. Bên dưới thì có 4 trợ lý là 4 bạn và có 50 bạn cộng tác viên ạ. Có nghĩa là các bạn đã nhận cái men vi sinh từ các bạn và đem đi bán. Thứ nhất là chuyển giao công nghệ và tư vấn kỹ thuật miễn phí. Và kết hợp với đó là việc bán men vi sinh ạ. Rồi các bạn dự kiến như vậy thì các bạn quản lý cái đội ngũ đó như thế nào? Tại vì các bạn sinh viên rõ ràng là vẫn có nhu cầu là các bạn nó vẫn phải đi học. Cộng tác viên ở huyện nào, ở địa phương nào thì phụ trách địa phương đó và quản lý qua hệ thống đó là đoàn hội và có những ràng buộc kinh tế nhất định ạ. Ràng buộc kinh tế cụ thể là như thế nào? Dạ, đó là lượng hoa hồng và lượng tiền thưởng cho các bạn. Các bạn bán men vi sinh, vậy bây giờ các bạn đối tượng bán của các bạn là người dân, vậy các bạn thuyết phục người dân như thế nào, lợi ích của người dân như thế nào và lợi ích của các bạn như thế nào? Vì cái giá thành của cái phân hữu cơ này nó rẻ hơn phân vô cơ rất là nhiều, đó là lợi ích về kinh tế. Thứ hai đó là cái sản phẩm cà phê, nếu mà bạn sử dụng phân hữu cơ cho vườn cà phê thì có thể đạt các tiêu chuẩn về cà phê sạch, cái nguồn đầu ra cà phê sạch như các tiêu chuẩn UTZ hiện giờ thì cái giá thành nó rất là cao. Chiến lược kinh doanh không phải là lợi thế của đội tuyển trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, song họ lại được đánh giá rất cao bởi tài hùng biện và khả năng trình bày của mình. Hãy chờ xem các thầy, cô giáo tương lai sẽ bảo vệ ý tưởng kinh doanh, xây dựng hệ thống du lịch sinh thái ở Airshop như thế nào nhé! Trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk! Dạ! Ước mơ! Dạ! Thực hiện! Dạ! Đội chúng tôi quyết định đưa ra ý tưởng kinh doanh của đội mình là với cái tên gọi là Tìm về Đại Ngàn.
với hình thức kinh doanh là du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, kết hợp với việc xây dựng các khu bảo tàng thu nhỏ của các đồng bào dân tộc các Tây Nguyên và mở ra các tour du lịch từ Buôn Ma Thuột xuyên qua Ea Súp, và trong tương lai chúng tôi sẽ mở những tour du lịch xuyên Việt. Đó là tại vì Ea Súp đã có chính sách được nhà nước quan tâm, được đề xuất việc mở cửa khẩu Việt Nam Campuchia tại đây, nên chúng tôi có ý tưởng xây dựng cái tour du lịch xuyên biên giới Việt Nam Campuchia trong tương lai gần. Chúng tôi thực hiện ý tưởng này với mong muốn khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế xã hội của huyện Ea Súp, nhằm nâng cao đời sống cho người dân, tạo công ăn việc làm cho các dân tộc anh em ở đây. Đến với nơi đây, du khách có thể khám phá thiên nhiên, tìm hiểu về những nét truyền thống văn hóa của các dân tộc anh em, được tham gia các lễ hội truyền thống, được tham gia vào các công đoạn của những quá trình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm đan lát, dệt vải, thổ cẩm hoặc là chế biến rượu cần, v.v. Giả sử tôi là một nhà đầu tư tiềm năng, trong vòng một phút, làm thế nào để bạn thuyết phục tôi? Theo cái trình bày trong ý tưởng của tụi em, là mục tiêu của tụi em là đưa ra ý tưởng để nhằm thứ nhất á, là nâng cao cái mức sống của người dân. Thứ hai là phát triển huyện Ea Súp thành một cái huyện cũng đứng được trong hàng đầu trong tỉnh Đắk Lắk. Và thứ ba đó là khi mà tụi em đưa đó thì sẽ tạo được cho nhiều lao động. Không biết là nhà đầu tư sẽ nói gì với phần thuyết phục này ạ? Nhà đầu tư thì người ta sẽ có nhiều mối quan tâm. Tuy nhiên cái mối quan tâm mà quan trọng lớn nhất đó là người ta tin rằng đây là một dự án có hiệu quả, và khi người ta đầu tư vô người ta sẽ thu lợi được. Và tất cả cái phần các bạn trả lời vừa rồi thì các bạn chưa trả lời được cái câu hỏi đó. Du lịch sinh thái không phải là vấn đề mới. Điều gì khiến các bạn tin rằng dự án của mình thực hiện Ea Súp sẽ thành công? Ở đây không chỉ là phát triển về khu du lịch sinh thái không, mà ở đây tụi em kết hợp tất cả là mở một cái bảo tàng nhỏ, giống kiểu là một cái bảo tàng thu nhỏ lại, để trong đó qua đó mà phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc như là dân tộc Ede, dân tộc Mơ Nông. Lợi thế từ cái hồ Ea Súp Thượng ấy, thì chúng em sẽ cho người dân có thể là tự mình khám phá các cái đặc sắc ở đó. Rừng cây ở Tây Nguyên thì khá nhiều, buôn đôn người ta lên cũng có thể có. Mà nếu gần nước hồ độc đáo thì ví dụ mình sẽ ở gần đây là hồ Ea Cao thì chẳng phải là cái đường nó vận chuyển nó gần hơn. Sao các bạn không đặt ở đây mà là phải đặt dưới Ea Súp? Cái giữa cái hồ Ea Súp thì nó có vài cái hòn đảo ở ngoài đó. Chúng ta có thể tổ chức các khu nghỉ dưỡng ở ngoài đó, chúng ta bơi thuyền qua là nó sẽ rất là thú vị. Rồi nó sẽ tạo ra cái nét mới mà ở Đắk Lắk chúng ta hầu như là chưa có. Mình không đồng ý, mình nghĩ là du lịch ở hồ Lắk đã có rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của đội thứ 6. Các thành viên của đội cao đẳng nghề thanh niên dân tộc thuộc các dân tộc khác nhau như Ê Đê, Tày, Kinh, Thái, nhưng họ lại vô cùng đoàn kết và có chung khát vọng làm giàu cho bản thân. Mặc dù trước ngày thi thì 3 trong 5 thành viên đã bị ốm, nhưng vẫn không ngăn cản được chuyến đi khảo sát đến làng cà phê xa xôi của tất cả các thành viên. Và ngay bây giờ hãy chờ đón dự án sản xuất phân vi sinh từ vỏ cà phê của họ nhé. Ui, mấy cái con gà này, tao giết chết hết chúng mày bây giờ. Ra đằng sau vườn mà kiếm con giun có dễ mà ăn đi chứ. Sao mà bơi lung tung cái đống vỏ cà phê như thế này? Cái gì mà ồn ảo thế? Đầu hết cả cái đầu đây này. Sáng giờ uống có cái ly cà phê mà không xong với mi đâu đây. À, cái đống vỏ cà phê này á, cái con xa kia kìa, nó bảo nó để nghiên cứu cái gì đó, ai mà biết được. Chứ không tôi đốt nó lâu rồi, đợi Mi nó phải nhắc tôi sao? Lisa ơi, con chào Ama Mi à. Lù chúng tay lại rủ nhau đi chơi bời nữa ha, lo mà hấp nha con. Chúng mày thì làm giàu cái gì? Ăn chưa no, lo chưa tới, giàu có cái gì? Lo mà học đi cho ma. Dạ thật mà Ama Mi. Ở cái đất Ba Gian này con ạ, nó chỉ có nông nghiệp thôi, trồng cây cà phê, mà thu hoạch xong ấy là mang về xay ra, bán cái nhân, rồi vứt cái vỏ là xong con ạ. Đấy, mà hay không? Lấy nhân mà vứt vỏ thì phí lắm. Phải làm sao không bỏ cái gì hết mà Mi à. Đâu, chứ mày học được cái gì? Tao có biết đâu. Trình bày xem nào. Nếu mà được ấy, thì Mami sẽ ủng hộ và tuyên truyền cho bà con quanh đây, ủng hộ chúng mày luôn. Phỏng vấn người dân trồng cà phê thì cũng con đã thấy được, thực tế có 3 cách xử lý vỏ cà phê sau. Thứ nhất là ủ thành phân. Và thứ hai là đốt. Thứ ba là để tự phân hủy. Để từ đó chúng con đã đưa ra ý tưởng kinh doanh, đó là làm phân vi sinh từ vỏ cà phê.
mà Mỹ nghe có được không ạ? Ừ, tao thấy cũng hay đấy. Nhưng mà liệu phân bón vi sinh của chúng mày có cạnh tranh được không? Đây này, để con nói cho Mami nghe sơ qua nhé. Thứ nhất, sản phẩm của chúng con sẽ giúp cho các loại cây trồng phát triển ngày càng tốt, thu hoạch đạt kết quả cao đấy Mami à. Thứ hai, để đánh bại đối thủ cạnh tranh, sản phẩm được nghiên cứu với các công thức riêng biệt khác để họ không thể bắt chước được. Dạ, thứ ba là sản phẩm của chúng con khi ra đời không chỉ phục vụ cho Tây Nguyên mà còn cả trên cả nước nữa đấy ạ. Ừ, được đấy. Gương, đi học có khác mà nó nhỉ. Ừ. Dạ xin cảm ơn. Chúc mừng các bạn, mời các bạn lắng nghe câu hỏi từ ban giám khảo. Vâng ạ. Cái vấn đề này đã phổ biến rồi. Như vậy đâu là lợi thế cạnh tranh của phân vi sinh các bạn so với những người khác? Đúng là phân vi sinh là đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Nhưng hiện tại như nhóm em tham khảo và được hiểu biết ấy, thì chưa có một cái nhà máy phân vi sinh nào chế biến từ phế phẩm cà vỏ cà phê với lại phế phẩm nông nghiệp như rơm, dạ, cây bắp hoặc là thậm chí cả những cái củi bắp nữa. Thì những cái sản phẩm đó chưa chính thức được bán thương mại trên thị trường. Đa số các hộ nông dân vẫn chưa biết rõ được cái quy trình làm việc, tức là cái làm cái phân vi sinh nó như thế nào và làm như cho thế nào cho nó thật hiệu quả ấy. Nên bọn em có biện pháp riêng và chắc chắn là sẽ có công thức riêng và công nghệ riêng để làm cái việc này ạ. Công thức riêng, công nghệ riêng của bạn là từ đâu các bạn có? Vì rõ ràng là các bạn không phải là chuyên gia về chuyện này. Cái công thức thì nếu như chúng em chưa có đủ khả năng và kinh nghiệm nhiều trong cái lĩnh vực phân bón đó thì chúng em có thể thuê chuyên gia bên ngoài hỗ trợ cho chúng em làm thành công cái mô hình đó. Bản thân chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học công nghệ ấy, cái tỷ lệ thành công của họ cũng rất thấp. Tỷ lệ thành công nó chỉ rơi vào cỡ khoảng 5-7% thôi toàn cầu. Kể cả bạn có tiền chăng nữa thì chuyên gia của bạn thành công không là tôi không nhớ. Thế còn bên cạnh đấy thì có một cái câu hỏi này. Tôi thật sự không biết được rằng là các bạn có căn cứ gì để nói rằng là cái vỏ cà phê nó sẽ làm thành phân vi sinh tốt không? Cái này cũng xuất phát từ kinh nghiệm sử dụng thực tế thôi. Bởi vì đa số các bạn ở đây đều là trồng nông nghiệp và thực tế là các bạn đều biết là sử dụng vỏ cà phê để làm phân vi sinh thì rất là tốt. Có một lời khuyên cho bạn này, nếu lần sau như thế thì ít nhất bạn cũng làm một cái survey bỏ túi rằng trong số 50 hộ các bạn đã từng quan sát thì có 45 hộ khẳng định rằng trồng cái này họ có cảm giác tốt hơn. Thì bạn nói như vậy nó là căn cứ. Thật ra tôi cũng là một người nông dân. Vâng. Tôi cũng đã từng làm phân vi sinh phục vụ cho nhà tôi ạ. Và rất nhiều người nông dân khác cũng đã từng làm phân vi sinh và họ biết cách làm. Họ làm rất là tốt. Vậy thì nên chăng khi các bạn đưa ra dự án này thì nó sẽ lại gọi là thừa không? Vậy thì liệu những cái phân vi sinh mà hộ nông dân làm ra có đúng quy trình kỹ thuật không ạ? Và đúng như cách thức mà công ty hoặc là doanh nghiệp hoặc là ý tưởng của bạn em nghiên cứu, thì cái quy trình sử dụng đấy anh có cảm thấy là nó có hiệu quả không ạ? À, công thức thì tôi có. Người dân tôi có, bạn bè tôi có, nhưng người thân của tôi có và tất cả mọi người dân cà phê đều có. Vậy thì công thức của bạn là gì ạ? Bọn em phải sáng tạo hơn nữa, phải khác biệt với những người dân và chất lượng hơn ạ. Thưa quý vị và các bạn, như vậy cả 6 đội thi đã hoàn thành phần thi của mình trong vòng 1 của cuộc thi Sáng tạo tương lai. Ban giám khảo của chúng ta sẽ tiến hành hội ý để đưa ra kết quả cuối cùng. Còn bây giờ sẽ là thời gian để các bạn khán giả được gặp gỡ và giao lưu với các ca sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay. 3, 2, trước khi gặp gỡ và giao lưu với các ca sĩ được yêu thích, các khán giả nồng nhiệt của chương trình đã được tham gia những trò chơi hấp dẫn, vui nhộn trong phần tương tác khán giả. Những phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay người chơi xuất sắc. Không khí cũng đã nóng lên, sẵn sàng cho không gian âm nhạc bùng nổ. Hojina Bia và Minh Tuấn là hai ca sĩ góp mặt trong cuộc thi Sáng tạo tương lai tại khu vực Tây Nguyên. Cùng với âm nhạc, sức trẻ đã lan tỏa khắp nơi và niềm tin khởi nghiệp, khát vọng làm giàu, theo đó cũng thăng hoa bất tận. Em hoang mang khi anh im hơi con tim yêu đương nhưng không muốn đập. Em yêu anh thương anh, ngay trong đêm chiêng thiêng liêng đôi ta mới. Nơi đâu cho em trông mong nơi con tim em cần đau hơn buồn. Hà Giang đừng biết, Hà Giang đừng thương, Hà đừng gặp gỡ một chiều một sương, Hà Giang đừng nói những lời yêu em. Rồi nhiều mùa say, rồi nhiều mùa mưa, một ngàn lần nhớ
hơn ai hết, thế hệ thanh niên cần làm giàu để trở thành những cá nhân giàu có cho một quốc gia cường thịnh. Đó cũng chính là thông điệp mà Hành Trình Vì Khát Vọng Việt muốn gửi gắm thông qua phần thi tài giữa các đội thi cũng như là những phần giao lưu với các diễn giả, các doanh nhân thành đạt. Và xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn vị khách mời của ngày hôm nay, đó chính là một người đã rất quen thuộc với các bạn sinh viên và cũng là một trong ba thành viên của ban giám khảo trong cuộc thi Sáng Tạo Tương Lai. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh. Hôm nay anh sẽ có cuộc trao đổi với các bạn sinh viên về một chủ đề cũng rất hay, đó là khát vọng kết tinh thành hành động. Vậy thì anh có thể cho biết là phải chăng khát vọng chính là động lực thúc đẩy chúng ta hành động? Nhưng đó có phải là động lực duy nhất của con người hay không? Khát vọng đúng là cái động lực thúc đẩy con người ta tiến lên phía trước. Đặc biệt là giúp người ta có thể đứng dậy, tự tin bước tiếp mỗi khi người ta vấp ngã hoặc là người ta gặp nghịch cảnh. Và chúng ta có rất nhiều những gương thành công, những con người vĩ đại mà kết quả công việc của họ, kết quả sự lao động của họ xuất phát từ khát vọng lớn lao mà họ đeo đuổi. Và vì vậy tôi tin rằng là khát vọng chính là động lực thúc đẩy của người ta. Anh là một người có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh, mà người ta thường nói rằng là trong kinh doanh nhiều lúc cần phải có sự liều lĩnh. Vậy thì sự liều lĩnh có phải là kết quả của khát vọng và là bước trung gian giữa khát vọng và hành động không ạ? Tôi không nghĩ như vậy. Trong kinh doanh là tất nhiên là phải có những quyết định liều lĩnh. Tuy nhiên sự liều lĩnh đó là sự liều lĩnh có tính toán và có sự chấp nhận rủi ro. Bởi vì chắc chắn một điều rằng là trong việc kinh doanh thì cái câu gần như là câu châm ngôn chính là high risk high return, có nghĩa là rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao. Và vì vậy cái rủi ro là cái điều không thể tránh khỏi trong kinh doanh. Và cái việc mà chúng ta liều lĩnh thật ra đó là cái việc mà chúng ta liều lĩnh trong tính toán. Và nó là cũng là một cái hành động cụ thể để thực hiện một cái khát vọng nào đó. Khi mà tìm hiểu về tiểu sử của anh ấy, thì anh Duy mới phát hiện ra là khi mà anh tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, anh đứng trước ba lựa chọn cho tương lai của mình. Một là ở lại trường làm giảng viên, hai là sẽ làm việc ở Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, và ba là sẽ ra ngoài làm kinh tế. Và cuối cùng thì anh đã quyết định lựa chọn là trở thành một doanh nhân. Vậy thì đây có phải là khát vọng và khao khát ngay từ ban đầu của anh không, hay lại là một sự liều lĩnh trong tính toán? Cái khát khao, cái mong muốn lớn nhất của tôi khi tôi còn bé đó là tôi muốn theo nghiệp làm giáo viên giống như cha mẹ mình. Tuy nhiên tại thời điểm mà tôi tốt nghiệp đại học thì tôi lại quyết định không ở lại trường, không làm giảng viên, bởi vì tôi nghĩ rằng là để làm một giảng viên kinh tế, đại học kinh tế mà giỏi thì bên cạnh kiến thức học của nhà trường cần những kinh nghiệm thực tế. Và những kinh nghiệm thực tế đó chỉ có khi mà tôi tham gia vào kinh doanh và trải nghiệm cụ thể. Và vì vậy cho nên tôi đã quyết định là đi làm kinh doanh. Và cho tới ngày hôm nay thì bên cạnh việc kinh doanh tôi vẫn dành thời gian cho công tác đào tạo, giảng dạy. Và giảng dạy và đào tạo vẫn là một cái khát vọng lớn và tôi đang đeo đuổi để thực hiện nó. Bởi vì đối với tôi, công việc giảng dạy hoặc là công việc đào tạo chính là một trong những công việc có ý nghĩa nhất. Xin được cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh với những câu chuyện và bài học kinh nghiệm mà anh chia sẻ với các bạn sinh viên. Tiếp tục chủ đề khát vọng kết tinh thành hành động, bước tiếp theo sau khi có ý tưởng, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh đã có buổi chia sẻ thân tình với các bạn sinh viên khu vực Tây Nguyên về bước đường khởi nghiệp của mình. Anh đã chia sẻ với các bạn công thức làm thế nào để trở thành người giỏi nhất. Để trở thành người giỏi nhất, đầu tiên là phải có khát vọng. Yếu tố thứ hai, cần có những người thầy giỏi, là những người sẽ chỉ ra được cho chúng ta những điểm mà chúng ta chưa hoàn thiện. Yếu tố thứ ba là phải hành động. Sự may mắn có được xem là một yếu tố tiếp theo để dẫn đến sự thành công hay không? May mắn cũng là một yếu tố để giúp mang lại thành công. Tuy nhiên nó không phải là yếu tố quyết định. May mắn trong cuộc đời này nó đến từ sự nỗ lực của mình. Và đối với người bên ngoài không biết thì ta nghĩ rằng là đó là sự may mắn. Nhưng thật ra nó là kết quả của sự nỗ lực. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị để đến với phần kết quả cuối cùng trong cuộc thi ngày hôm nay. Trước khi chúng ta biết kết quả ba đội nào sẽ đi tiếp trong cuộc thi này, thì anh Duy xin được trân trọng kính mời các thành viên trong ban giám khảo sẽ có đôi lời nhận xét và tổng kết về phần thi của cả 6 đội. Xin được trân trọng kính mời giám khảo Vũ Kim Hạnh. Những đội thi ngày hôm nay, các bạn có hai điều thật là quý ở trong cái hành trình này. Một là ý tưởng của các bạn rõ ràng,
Thứ hai là các bạn đều bày tỏ là các bạn có khát vọng. Và với ý tưởng và khát vọng là chúng ta đã có 50% để chúng ta đi tiếp. Nếu mà các bạn đều được huấn luyện kỹ về cái, những cái yếu tố nào để mình làm một cái kế hoạch kinh doanh, và mình sẽ trả lời để thuyết phục các cái nhà đầu tư như thế nào, thì chắc chắn là các bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dù hôm nay có đi tiếp hay là sẽ dừng lại cuộc chơi, nhưng hơn hết các bạn đã có một cơ hội hiếm có để có thể thể hiện được khả năng và bản lĩnh của mình. Trước tiên, xin mời đội Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên. Hôm nay các bạn đã thể hiện được ý tưởng của mình và phản biện những câu hỏi từ phía ban giám khảo và đội đối phương. Số điểm các bạn đạt được 207 điểm. Và rất tiếc các bạn đã phải dừng lại cuộc chơi tại đây. Xin mời đội Cao đẳng nghề Đắk Lắk bước lên phía trước. Số điểm các bạn đạt được là 246 điểm. Các bạn đã được đi tiếp, xin chúc mừng. Tiếp theo, tôi xin mời đội Đại học Tây Nguyên 1. Số điểm các bạn đạt được là 257 và đồng nghĩa với việc các bạn được đi tiếp. Tôi xin được mời đội Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Các bạn đang rất run đúng không ạ? Số điểm các bạn đạt được 202 và rất tiếc các bạn đã dừng cuộc thi của mình tại đây. Mời các bạn bước xuống phía dưới. Bây giờ chúng ta chỉ còn hai đội, xin mời hai đội còn lại bước lên phía trước. Đó là đội Đại học Tây Nguyên 2 và đội Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Một trong hai đội sẽ giành được quyền đi tiếp. Một trong hai đội đạt được số điểm là 218 và đội còn lại đạt được số điểm là 257, tức là đồng điểm với Đại học Tây Nguyên 1. Và kết quả cuối cùng đó là đội giành số điểm cao hơn 257 và đi tiếp, đó là Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Chúc mừng ba đội được đi tiếp. Ở vòng 1, tiêu chí quan trọng để các đội ghi điểm là xác định thế mạnh địa phương, đưa ra ý tưởng làm giàu bền vững. Thang điểm tối đa của mỗi giám khảo là 100 điểm và tổng điểm tối đa dành cho mỗi đội là 300 điểm. Chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm của 6 đội đã đạt được ở vòng 1. Thưa quý vị và các bạn, lúc này đây thì anh Duy đang đứng cùng với ba đội xuất sắc được đi tiếp tại vòng loại của khu vực Tây Nguyên. Đó là đội Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, Cao đẳng nghề Đắk Lắk và Đại học Tây Nguyên 1. Một lần nữa xin chúc mừng cả ba đội. Vâng, thưa quý vị, ba đội sẽ tiếp tục thể hiện được bản lĩnh, niềm tin và khát vọng của mình trong phần thi tiếp theo. Quý vị khán giả hãy tiếp tục theo dõi để cổ vũ cho các đội thi của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dòng tiền đã đến lúc chúng ta xiết tay kề vai. Đội trời đã bất vượt chung khơi, nghe tiếng trong đông sơn như còn đây. Để tương lai rạng rỡ trên khuôn mặt em thơ, để non sông gắm vóc sáng tươi và hùng cường, hãy tiến lên.